bạch thế tôn thí như cây cối hoa quả mùa xuân sau khi lá đã rụng cành nhánh tươi nhuận mọi người trông thấy liền nói thế này hoa quả lá mới chẳng bao lâu sẽ nảy sinh vì sao? Vì những cây này hiện tượng của hoa quả lá mới đã hiện ra trước. Người châu Thiệm Bộ nam nữ lớn nhỏ thấy hiện tượng này rồi, vui mừng nhảy nhót đều nghĩ thế này, chẳng còn bao lâu chúng ta sẽ được thấy hoa quả này tươi tốt. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát cũng giống như thế, nếu đã được nghe bát nhã Ba la mật đa sâu xa này, thọ trì đọc tụng như lý tư duy phát sanh tin hiểu sâu xa thì nên biết đời trước thiện căn thành thục cúng dường nhiều đức Phật, phụng sự nhiều thiện hữu chẳng còn bao lâu sẽ được thọ ký quả vị đại giác ngộ. Bạch Thế Tôn đại Bồ Tát ấy nên nghĩ thế này Nhất định trước đây vì ta có thiện căn thủ thắng có thể dẫn phát quả vị giác ngộ cao tột Nên nay thấy nghe cung kính cúng dường bát nhã ba la mật đa sâu xa Đọc tụng thọ trì phát sanh sự tiên hiểu sâu xa như lý tư duy tùy sức tu tập bạch thế tôn trong pháp hội này có các thiên tử đã thấy phật quá khứ nói pháp như thế đều sanh hoan hỉ cùng bàn luận rằng xưa các bồ tát nghe nói bát nhã ba la mật đa liền được thọ ký nay các bồ tát đã nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa này nhất định chẳng bao lâu sẽ được thọ ký quả vị giác ngộ bạch thế tôn thí như người nữ mang thai lâu ngày thân thể trở nên nặng nề đi đứng bất an ăn uống ngủ nghỉ giảm thiểu chẳng ưa nói nhiều chán việc thường làm vì chịu sự thống khổ nên bỏ hết các việc người đàn bà khác thấy hiện tượng ấy liền biết người này sắp sanh bạch thế tôn các đại bồ tát cũng giống như thế đời trước gieo trồng căn lành cũng dường nhiều phật phụng sự thiện hữu lâu dài vì thiện căn thành thục nên nay được nghe Bát nhã ba la mật đa sâu xa này, thọ trì đọc tụng như lý tư duy phát sanh tin hiểu sâu xa tùy sức tu tập. Bạch thế tôn nên biết đại Bồ Tát ấy, do nhân duyên này chẳng còn bao lâu sẽ được thọ ký quả vị giác ngộ cao tột. Lúc bấy giờ Phật khen xá lợi tử, hay thay hay thay ông thuật khéo diễn đạt, được nghe những thí dụ về Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, nên biết là đều do sức oai thần của Phật. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch thế tôn tất cả như lai ứng tránh đẳng giác thật là hy hữu, khéo phó trúc các đại Bồ Tát, khéo nhiếp thọ các đại Bồ Tát. Phật dạy này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy vì sao này thiện hiện các đại bồ tát cầu đạt quả vị giác ngộ vì lợi lạc cho các hữu tình vì thương yêu làm nhiều lợi ích cho hàng thiên nhân